Xin chào anh chị khách hàng, hiện tại Giang đang có mặt tại trường Đại học Văn Hiến nằm trên trục quốc lộ Nguyễn Văn Linh anh chị khách hàng nhé. Thì hôm nay Giang xin giới thiệu với anh chị một cái căn hộ đang bàn giao nhà, đó là căn hộ chung cư Sài Gòn Interla. Thì hiện tại Giang có rất là nhiều căn cho thuê và chuyển nhượng tại Sài Gòn Interla này. Nếu anh chị khách hàng mà muốn mua một căn để đầu tư cho thuê cho những cái sinh viên hoặc là giảng viên tại trường Đại học Văn Hiến hoặc là trường Đại học Kinh tế nằm ở phía bên cạnh luôn, thì anh chị có thể vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Thì sau đây là những hình ảnh thực tế tại căn hộ Sài Gòn Interla Giang có review qua nè anh chị khách hàng. Rất là đẹp luôn ha, thiết kế vô cùng là thông minh luôn. Thì căn hộ này hiện tại rất là nhiều khách hàng họ muốn bán lại nhanh để họ thu hồi nguồn tiền. Nhưng mà anh chị khách hàng thông minh, anh chị muốn đầu tư một căn, có nghĩa là mình mua, mình một là mình ở ngay, hai là mình có thể khai thác cho thuê ngay luôn luôn. Thì anh chị không phải chờ đợi khi mua những cái dự án. Thì vui lòng liên hệ với Giang anh chị khách hàng nhé. Thì những cái căn hộ này hiện nay là đang gọi là gấp rút bàn giao nhà cho những cái nhà đầu tư trước đó rồi, nhưng mà giá chuyển nhượng lại cực kỳ là tốt luôn anh chị khách hàng ạ. Hoặc là nếu mà các bạn nào sau này học ở Đại học Văn Hiến hoặc Đại học Kinh tế có nhu cầu muốn thuê, cũng vui lòng liên hệ với Giang. Giang sẽ hỗ trợ cho mọi người thuê. Các bạn muốn ở ghép cũng được, muốn thuê nguyên căn cũng được, vui lòng liên hệ với Giang mọi người nhé. Số điện thoại của Giang là 0914245885. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại cổng Đại học Văn Hiến hoặc là cổng Đại học Kinh tế hoặc là ngay trong căn hộ chung cư Sài Gòn Interla. Xin chào mọi người.